Mới đây, một nhà hàng ở Tampa bắt đầu thực hiện chính sách không tiếp trẻ con vì lý do an toàn. Còn các vị phụ huynh bắt đầu hò hét tẩy chay như một lũ dở. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người hưởng ứng và muốn lui tới vì họ không còn phải bận tâm đến sự ồn ào của lũ nhóc nữa. Cơ mà ở Việt Nam, nếu như có nhà hàng nào dám thực hiện chính sách này, ắt sẽ phải đóng cửa ngay tức khắc kèm theo hàng ngàn lời tẩy chay. Vì ở Việt Nam, trẻ con là ưu tiên hàng đầu, tới mức chúng là những ông nội, bà nội. Vậy vì đâu mà ra nông nỗi ấy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Nguyễn Bảo Trung được đăng tải trên website của Spider Room nhé! Xin lưu ý rằng bài viết có tổng hợp một vài nguồn tin trên các trang báo trong và ngoài nước cũng như bình luận trên mạng xã hội. Con của các vị, xin các vị giữ lấy! Căn bản cái lý do để đảm bảo an toàn mà nhà hàng kể trên đưa ra chỉ là một sự nói giảm nói tránh. Nói thẳng nói thật ra, họ, những người chủ và những thực khách đã cảm thấy quá mệt mỏi và phiền phức khi mà họ bỏ tiền ra để ăn, để tận hưởng thú vui của việc cắt một miếng steak, nhấp ly rượu vang rồi liếc mắt đưa tình với nhau, chứ không phải để bịt tai, bịt mắt, bịt mũi giữa khung cảnh hỗn loạn như một sở thú, mà tác giả là những búp trên cành. Gọi là sở thú thì cũng không oan đâu, vì tiếng gào thét, tiếng khóc than, tiếng mẹ mắng con chửi bố, mùi tã bẩn vứt lăn lóc trên bàn, mùi nước tiểu chây chết vung vãi khắp nơi từ sàn lên ghế. Nhà hàng kể trên chỉ là một ví dụ rất nhỏ trong hàng tá các cửa hàng tiệm nail, tiệm tóc, treo bảng không tiếp trẻ con. Trẻ con chơi đùa nghịch ngợm, nhìn rất là vui mắt đấy. Nhưng mà đấy là trong mắt của các bậc phụ huynh, không phải với những người khác. Thậm chí có nhiều phụ huynh tranh thủ gửi con ở nhà để có thể tận hưởng bữa ăn tối lãng mạn ở nhà hàng. Họ cũng chả ưa tiếng khóc và cũng chả thông cảm nổi. Hay ví dụ như ở hội trường đám cưới, khi cặp đôi đang nhìn nhau trìu mến chuẩn bị trao nhau lời hẹn thề I do, thì bỗng một vị thánh nhỏ giật bung hết cả cổng hoa, đổ nước ra hệ thống âm thanh để rồi phá tan cái buổi lễ quan trọng nhất của một đời người. Liệu có thông cảm nổi không? Cũng chính vì lý do này mà trên thiệp mời đám cưới của các cặp đôi dạo gần đây luôn kèm theo dòng chữ xin đừng mang theo trẻ em. Và các công ty in thiệp cưới thì kiếm bộn tiền từ việc bán ý tưởng đuổi khéo trẻ con không gây mất lòng người lớn. Đối với tôi thì tiếng hét của bọn trẻ con nó cũng kinh khủng như là tiếng bass ở vũ trường dội thẳng vào tai vậy. Và quan trọng là ngoài kia cũng có rất nhiều người có chung một suy nghĩ. Một thành viên của diễn đàn du lịch châu Âu chia sẻ: hôm vừa rồi mình xui xẻo trúng một chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines, toàn người Việt, lại còn con nhỏ nheo nhóc. Thế là xong, 15 tiếng bay trong kinh hoàng, khi mà các bố, các mẹ tám chuyện tỉnh bơ và các thiên thần tung tăng các hàng ghế, la hét khóc lóc om sòm ỏm tỏi. Chuẩn đấy ạ, thằng trước em bay cũng hãng Nga về Việt Nam, thật kinh khủng, nói năng ầm ĩ, không thể ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng thấy đi đi lại lại tàn phét trên máy bay, ngồi hoặc là đứng giữa đường để nhân viên đi phát đồ ăn không đi được. Nói chung là chán lắm, trẻ con khóc lóc mọi người quay sang nhìn thì lại bảo họ là kệ nó, động vào còn khóc to hơn. Cảm tưởng đứa trẻ con nó cứ khóc như vậy đến cả tiếng đồng hồ thì đúng là thốn, không mệt thì cũng thành mệt khi bay cùng quá nhiều người Việt Nam. Không ít lần tôi phải nhắc các cặp vợ chồng vô ý thức khi cứ để con mình quậy phá om sòm kinh khủng như vậy. Biết rằng trẻ con thì rất khó kiểm soát nhưng không đồng nghĩa với việc kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Ví dụ, trong một chuyến tàu SE từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang, tôi gặp một cặp vợ chồng dắt theo hai đứa con tầm 3-4 tuổi gì đấy. Vào giờ ăn, lúc tất cả mọi người đều ăn uống, nhân viên đến từng khoang một phát đồ ăn, thì cả gia đình này lăn ra ngủ kho kho như chết. Và khi tất cả mọi người đã ăn xong và chìm vào giấc ngủ, thì cả nhà này hò nhau dậy ăn uống và tập đếm với nhau. Như hai vợ chồng tôi trẻ tuổi thì còn đỡ, chứ trong khoang còn một bác tầm 6-70 tuổi, cứ một tí là lại bị các cháu dựng dậy hỏi: ông ơi, cái này là cái gì, cái kia là cái gì, nhìn bác này ngái ngủ mà thấy tội luôn ấy. Càng tội hơn là khi bác lắc đầu bỏ ra đầu toa hút thuốc vì quá ổn, chịu không nổi được nữa. Thế là tôi lên tiếng, anh chồng dạ dạ, chị vợ nghiến răng kèn kẹt lầm bầm vài tiếng chửi rủa. Con làm bố mẹ chịu. Trong trường hợp các cháu nhỏ phá phách mà được nhắc nhở, gặp các cặp vợ chồng có giáo dục một chút thì họ còn dắt con lại mồm 5 miệng 10. Thôi bác ơi, cho cháu nó xin lỗi, cháu nó còn nhỏ, cháu nó không biết. Hầu hết trong tình huống này thì tôi đều bảo là cái này là lỗi của cháu nó. Nếu trước không biết thì bây giờ là lúc để biết. Anh chị cứ để cháu nó xin lỗi và có trách nhiệm với việc của mình đã làm. Chứ không phải con làm mẹ chịu thế này được. Người nào hiểu thì càng tốt, còn không hiểu thì thôi. Tôi cũng chẳng có cách nào để thay đổi. Căn bản ở Việt Nam mình coi trẻ con như thượng đế,
Còn có nhiều trường hợp có các vị phụ huynh vô học đánh đá trợn mắt lên chửi lại, rồi khuyến khích con trẻ phá tiếp cho bõ tức. Cái đấy thì tôi đành chịu chết. Chú gì mà ích kỷ thế? Cháu nó lỡ làm vỡ một đồ đạc một chút xíu thôi cũng la. Trích lời một tay phụ huynh thổ tả nào đó. Ai bảo tôi ích kỷ thì tôi chấp nhận. Nhưng việc đứa nhỏ tự tiện vào phòng của tôi, cầm món đồ của tôi lên và phang thẳng vào tường thì nó hoàn toàn không gọi là lỡ. Nếu như chúng chạy chơi và vô tình va vào món đồ thì còn chấp nhận được, chứ hành vi chủ động phang đồ đạc như thế mà gọi là lỡ thì bây giờ tôi lỡ cầm cục gạch phang vào xe bạn có được không? 4 tuổi, con làm vỡ lọ hoa nhà hàng xóm, mẹ sang xin lỗi, con nằm nhà chơi game. 10 tuổi, con đi học, đánh bạn dập mũi, bố lên trường cúi đầu xin lỗi, bồi thường chi phí khám chữa, con ăn trận đòn rồi thôi. 15 tuổi, con đâm chết người, bố mẹ gào khóc bảo nó còn trẻ con, nó chả biết cái gì cả. Lúc này bố mẹ có vào tù thay cho con được hay không? 25 tuổi, con ra tù, không học hành, không nghề nghiệp, hồ sơ một vệt đen to tướng, con đổ tại bố mẹ. Thế là một thằng chí phèo ra đời. Các vị phụ huynh cứ xem thường từng lỗi lầm của con trẻ, rồi sau đó sẽ cảm thấy hối hận khi mà tự đập vỡ bình bông bằng một cách nào đó sẽ dẫn tới đâm chết người. Trẻ con quan sát biểu hiện của phụ huynh, cần đo đong đếm các biện pháp trừng phạt của cha mẹ, ví dụ phạt quỳ, roi, chứ chúng hoàn toàn không hề ý thức được việc chúng gây ảnh hưởng cho tới người khác nếu như không có sự hướng dẫn từ nhỏ của cha mẹ. Chúng cứ mặc nhiên là có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ được cha mẹ cứu vớt, được cha mẹ bợ đỡ. Một thời gian dài tích tụ lại sẽ cho đứa trẻ cảm giác như mình là bá chủ thiên hạ. Chưa nói đến việc phạm tội tày trời gì, nhưng chỉ việc đến lớp với tư thái một ông trời con thì rất khó để những đứa trẻ này có thể hòa nhập vào cộng đồng, thường là bị tẩy chay vì tính hách dịch, hống hách. Hầu hết các trường hợp bị đuổi học ở trường cấp 2 của tôi ngày xưa đều xuất phát từ các chuỗi lỗi với cấp độ từ thấp đến cao, như trốn học, quay cóp, ăn cắp, đâm chém, chưa hiếm khi nào một phát đuổi luôn lắm. Đào thải thì dễ, dung dưỡng mới khó. Những thiếu niên bị dạy hư từ bé, khi đến trường và phạm những lỗi lớn thì dĩ nhiên phải bị đuổi học, bởi vì họ xâm hại đến lợi ích của tất cả những học sinh, giáo viên khác mà không có một biện pháp nào để ngăn cản nữa. Nhất là trong cái thời đại mà hơi một chút là phụ huynh gào ầm ầm lên như những con lợn bị chọc tiết, thì việc giáo dục càng lúc càng khó khăn hơn. Thêm vào đó, mẹ dạy con thì bố cự, bố dạy con thì mẹ khóc, bố mẹ dạy con thì ông bà chửi, toàn cái khó mà chả ló được cái khôn nào. Nhưng sau khi đuổi học rồi thì số phận của những thiếu niên này sẽ ra sao? Tôi nghĩ rằng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, gia đình và thiếu niên nhận ra vấn đề và cùng nhau giải quyết mọi việc, bắt đầu lại từ đầu ở một trường học khác và trở thành một người có ích cho xã hội. Trường hợp 2, gia đình tiếp tục bợ đỡ, thiếu niên càng ngày càng lộng hành, thành giang hồ cộng cán rồi vào tù ra tội, xã hội có thêm một cái ung nhọt. Trường hợp 2 thì dễ lắm, dễ cực kỳ, còn trường hợp 1 mới khó, bởi lẽ một quá trình kéo dài hàng chục năm không thể được thay đổi chỉ trong chốc lát. Nhất là khi các thiếu niên đang nhận được một cú sốc, cảm thấy chán trường khi bị đuổi học, thậm chí có nhiều thiếu niên còn lấy việc bị đuổi học làm niềm vui như để gọi là lấy số trong sự nghiệp giang hồ cộng cán của mình vậy. Theo news.zing.vn, 3.340 trẻ em là người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2017. Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C64, Bộ Công an cho thấy, trong 2 năm 2014-2015, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật do hơn 25.000 trẻ em và người chưa thành niên gây ra. Trong đó, phần lớn là các hành vi cướp tài sản có 2.105 vụ, cố ý gây thương tích 3.236 vụ, gây rối trật tự công cộng 2.035 vụ, trộm cắp tài sản 4.027 vụ. Cơ quan công an đã xử lý hình sự 5.667 vụ với hơn 8.300 người. Đáng chú ý, số trẻ dưới 14 tuổi chiếm tỷ lệ gần 20%. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã manh nha xuất hiện hiện tượng mại dâm trẻ em nam 12 đến 17 tuổi. Thế nước ngoài họ dạy con thế nào? Tôi không hề có ý chê bai nước mình để tâng bốc văn hóa xính ngoại, tôi chỉ đơn thuần muốn học hỏi những cái tốt ở bên ngoài mà thôi. Lấy ví dụ ở nước Áo, nơi tôi đang sống. 1. Các học sinh chịu trách nhiệm trực tiếp với việc làm của mình. Bên cạnh việc giáo viên thông báo với phụ huynh, nhẹ thì phải làm việc công ích để bù lại những ảnh hưởng mình gây ra với xã hội, nặng thì đi tù. 2. Con té, con tự đứng dậy, con muốn ăn, con tự làm lấy. Bố mẹ hướng dẫn cho con để con tự làm và chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc bản thân mình. Hàng ngày những đứa trẻ tự leo lên tram, tự bấm vé, tự đến trường. 3. Giải thích chứ không phải là đánh mắng và dọa dẫm.
Ở Việt Nam các vị phụ huynh cứ toàn lấy ví dụ ăn đi không là chú la đấy, nín đi không là chú công an bắt, vừa vớ vẩn vừa vô ích, bởi vì các đứa trẻ sẽ hiểu ngay là chúng sẽ chỉ phải ăn nếu có một chú công an nào đó ở bên cạnh, còn nếu không có, chúng không có việc gì phải lo sợ cả. Ở nước ngoài, họ bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để giải thích cho con hiểu rằng tại sao lại không nên hoặc là không được làm một việc gì đó. Còn nếu như những đứa trẻ đó không thực hiện, họ sẽ để cho chúng tự nhận lấy hậu quả đã nói trước. Ví dụ, nếu một đứa trẻ ương bướng không chịu ăn, họ sẽ cất hết toàn bộ đồ ăn đi và để mặc cho đứa trẻ chịu đói đến bữa ăn sau. Và dĩ nhiên là việc này sẽ chỉ xảy ra một lần cho mãi mãi. Trên đường cũng không thiếu trường hợp những đứa nhỏ gào thét đòi hỏi một món đồ nào đó. Bố mẹ nghiêm khắc bảo, nếu muốn thì con tự làm, tự mua lấy. Nói xong cứ lạnh mặt đi tiếp. Đứa trẻ vùng vẫy một hồi rồi tự khắc nín và chạy theo. 4. Tuyệt đối không bao giờ so sánh. So sánh càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Đứa trẻ sinh ra cảm giác mặc cảm, tự ti, tị nạnh và sẽ càng làm ngược lại. Ngoài ra, các sang chấn tâm lý từ việc so sánh là rất thường thấy. Và kết quả là tỷ lệ tội phạm vị thành niên tương đối thấp và các hành vi cũng ở mức chấp nhận được, giới hạn ở việc hút thuốc, uống rượu bia, ăn cắp vặt. Chứ không phải ở mức độ khi mà hôm nay tôi nghe tin thiếu niên 16 giết người giấu xác, ngày mai nghe tin thiếu niên 14 tuổi đâm chết bạn học. Tất nhiên, nước ngoài cũng có những trường hợp nghiêm trọng tương tự. Nhưng ví dụ tại nước Mỹ, nơi mà 10m² thì một khẩu súng, cái này là trường hợp đặc biệt. Dĩ nhiên trẻ trâu thì nơi đâu cũng có, nhưng bên này tôi vẫn thấy đám trẻ trâu vẽ bậy nguệch ngoạc, uống rượu bia vứt chai ra đường, xả rác, khạc nhổ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Tôi chả hiểu các bậc phụ huynh dồn cả mớ tiền và đồng sách dạy con kiểu Hàn, kiểu Nhật, Tây Tàu để làm cái gì, trong khi 4 điều tối cơ bản ở trên thì 90% chả ai làm được. Điều này chắc tôi cũng phải về Việt Nam và tức tốc xuất bản một quyển sách với tựa đề Dạy con kiểu Áo cho kịp mốt thời thượng thôi, làm giàu không khó. Tôi hiểu rằng việc chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa con rất khó khăn, gian nan và mệt mỏi. Tôi rất thông cảm cho nỗi khổ của các bậc làm cha mẹ, nhưng không phải vì lý do đó mà tôi làm ngơ trước một thực trạng trướng tai gai mắt như thế này. Việc giáo dục một đứa trẻ nó không chỉ đơn giản như vậy, và để đảm bảo cho một thế hệ tương lai trong sạch mà không phải toàn những kẻ gàn dở, ngang ngược và phách lối. Trẻ em hôm nay, thế giới mai sau. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần comment nhé! Đừng quên ủng hộ tác giả và Spider Room bằng cách like và subscribe cho kênh để đón nhận nhiều nội dung thú vị hơn nữa. Mình là Khánh Linh. Bye!